Mình tin một ai? Mình chỉ có chị. Đúng. Ôi. Có thân thiết không? Hiểu nhau. Mọi người nhìn cũng biết rồi. Ngay và ngay sau đây xin mời khách mời của đại chiến ẩm thực. Trời ơi. Sao mà? Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2022. Xin chào tất cả mọi người, mình là Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Hiện giờ ai kêu làm gì làm đó thôi. Chị truyền kinh nghiệm nữa chưa? Mình vô không giấu mình rồi. Trời ơi, bé em muốn nghe thêm thì em phải. Dạ em hiểu rồi, còn cái gì nữa không? Mình chưa dùng cái giống này không? Còn cái gì nữa không? Không ơi. Mình tin một ai? Mình chỉ có chị. Đúng. Chị nói vậy đi, chị nói lại không tin đúng không? Trời ơi, nhiều nghèo quá. Thì bây giờ hồi đó tôi đi quay thì chị Ngọc Phúc chỉ kêu đừng tin một ai hết. Thì chị Ngọc lại cũng đúng. Tại vì chị tin Ngọc Phúc xong, Ngọc Phúc cũng hợp tác với BB. Chứ sao chị không giấu cái điều đó để xíu chị lừa em cái gì? Ờ ha. Thôi coi nhà thôi biết ra là mình là người thành thật cũng là một cái chuyện hết. Họ có gì ơn trên che chở. Ngoài mối quan hệ của Mai Phương với Thanh Thủy thế nào ạ? Ôi. Có thân thiết không? Hiểu nhau. Mọi người nhìn cũng biết rồi. Ngoài vậy đó. Đây là lần đầu tiên gặp, mình thấy cái mặt hơi quen. Em biết chưa hả? Giờ chương trình, hợp tác với Thanh Thủy rồi, thôi. Vậy em biết trước chị xuất xô rồi. Rồi cạn lời luôn. Em nói em quen họ chứ chị hỏi là xuất xô có biết gì về em không? Nhưng mà em kêu là cái chương trình có cái gì rồi. Thôi chị phủ đầu em. Bà biết cái gì phải không? Cũng mấy mình chưa chơi, mình giữ năng lượng chứ mình chơi đi. Chị ngồi đây. Mày biết là phải giữ năng lượng luôn. Hoàng hậu Dương Dương nói rất đúng. Đúng là nhất định phải đề phòng. Đâu? Rồi. Thôi mệt quá, đi ra chợ đi được tính. Hai bạn thấy ăn gian bao giờ chưa? Em chưa. Mai Phương với Thanh Thủy thích nhất điều gì ở miền Tây? Đồ ăn thích vừa. Đồ ăn miền Tây ngon mà. Đồ ăn nữa. Bún mắm. Ở chỗ em có khác miền Tây nha. Chứ anh ở đâu? Trời ơi, chị không biết quê mình. Ê, chị biết, nhưng mà quê chị không biết là quê em có Đà Nẵng không? Không biết là quê em có bún mắm. Bún mắm thịt heo. Bún mắm nè em chị. Còn miền Tây thì bún mắm mà có nước. Đúng rồi, vậy là bún mắm nó mới ngon. Đúng rồi, miền Tây dễ thương lắm. Nhưng mà có nhiều mũi. Ừ, thì có cái kỷ niệm là đợt trước chung kết là về nhà Bảo Ngọc chơi. Nhà Ngọc có Cần Thơ, em, Phương Duy với Bảo Ngọc. Với gia đình của Bảo Ngọc, trời vui lắm. Ăn quá trời ra bờ kìa, ăn quá trời quá đất luôn. Kêu hết cái menu luôn. Xong đem về cho em miếng. Thở xong mang được đồ ăn mà. Dùng bao lâu Mỹ thôi. Làm sao vậy? Hả? Rồi sao em? Rồi sao em đi, em không nghĩ về chị, em mua gì cho chị đi. Chứ em đâu đi đâu nhiều đâu. Xong đi, mới từ Đà Nẵng vô xong. Thấy chưa, người ta theo dõi mình mà ta tỏ ra không quan tâm mình kìa. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Ê, khúc này nó hầu qua. Cái gì? Qua cái ru khác nha. Tốt lắm á. Trời ơi, bữa nay ha, Suzu đứng giữa hai hoa hậu, tao nói ba người đẹp đều cho nó sát là coi. Giống Phúc Lộc Thọ chưa? Hả? Tại thật sự ban đầu cũng sợ lắm, nhưng mà khi mà giao lưu cái đoạn đầu tiên á thì thấy hoa hậu Mai Phương và hoa hậu Thanh Thủy rất là gọi là ngôn từ cũng khá là nhiều, rất là hoạt náo, đặc biệt là có một nguồn năng lượng rất tích cực khi mà mình tiếp xúc đó, cho nên là ta đâu sợ nhiều khi người ta qua hậu người ta sẽ điềm đạm hết nha, người mẹ ta không có giỡn hết mình á. Nhưng mà giao lưu là thấy là rất là lầy, rất là dễ thương, rất là năng lượng luôn. Không sợ gì hết. Dương mẹ này chị tự mua trời, tách chị tự đặt, người ta in
áo dài chị mượn đó. Mua thì xưa cũng phải mua cho tới, mình phải có quyền trượng với ghế đăng quang đồ. Quyền trượng cho 700 mấy, là cái này có 240 rồi. Trời ơi, chuyện nó cao quá đó em. Bữa kêu nó sale 70 nó không sale luôn em. Nếu mà chị không có đủ điều kiện tài chính á. Nặng nha. Cái câu em nói nghe nặng lắm đó. Để em về em đặt shop đi chị. Em bóp khoan, em bóp nhẹ nhẹ ba cái kim cương chị nó mớp. Trời ơi, bán hộp nhựa đó em, cái dễ mớp lắm nha. Hoa hậu Việt Nam 2023 là Su Su. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Hello. Ủa anh biết sao? Vì thi là gì? I go to compete. Trời, ngu lắm. Yeah. Đừng có nói như thế. Nói nè, in marathon. Chưa tìm ra nữa nè. Chắc chưa nè, nè em nói nghe nha. Tỉ sai lệ. Cũng được nữa. Đi đi. Đi đi quát chơi. Sao ngoại vũ quá những chén thốt nốt này thôi đi ba chút lúa hồng thủ trái ký ức hai ta thôi không sao cho ai cũng như vậy mà chạy chạy không nghe chưa chạy